Vừa rồi em có ghé quán ở đây uống đi, thấy nhà nhỏ nhỏ muốn tới cái tới nhà mình tới chứ gì đó. Có cái nhà sướng lắm. Có nhà dài luôn anh đó. Are they nice? Yeah. Lovely. Mix up together. Really? Hello, welcome to my family channel. Thank you for watching. Hello cả nhà. Hôm nay cả nhà em đi dạo phố này cả nhà. Qua ngay cái kia, ngay cái chỗ bóng nắng nó dòi vô nó bị chói. Ôm xe này cả nhà này. Xe đầu không có một cái chỗ luôn, dễ sợ. Tìm chỗ mà 15 phút, 20 phút mà có cái chỗ đâu đó cả nhà. Đúng không? Sợ. Này cha con nó đang đi đâu cả. Bây giờ thì tới đây đi xuống cột này cả nhà. Hôm nay thứ hai nhưng mà bên em lễ nên như được nghỉ thêm ngay nữa cả nhà. Hôm nay mấy người đi về rồi này. Bây giờ nhà em phải đi này. Đi vô con. Được chơi cầu thang máy, à cầu thang. Mình đi sạp chứ. Mình đi uống cà phê sữa, à mình uống trà sữa đó hả? Bây giờ cô cậu thả cái số ạ. Mình đi đâu? Mình đi uống trà sữa. Đúng, mình đi ở nhà, sụp nhung tập nập. Qua wow, trên người luôn. Hôm nay thứ hai ngày lễ người ta đi quá trời luôn cả nhà ơi, tấp nập luôn. Hoa nó đúng nhà mà kia tiếp. Vậy sờ quán nào cũng đúng với cả nhà ơi. Đây đây bạn này, ăn ngon cả nhà. Con đi trước bà ba đi. Con nha. Thì con đi đi. Dễ sợ khiếp. Đông ơi là đông luôn. Liberty. Đây lấy kẻ xuống. Đây cả nhà. Em nhìn cả nhà đi xuống. Hana, con kéo cái áo lên con. Kéo áo lên. Một lần con. Trời nặng cả là người đi quá à trời. Rồi đi. Ba đâu kia. Đẹp quá trời luôn cả nhà ơi. Trời nặng. Sụp dẹp như sụp ảo cũng còn ở tiền nhà thế. Đây cả nhà có thành phố đẹp cho cả nhà này. Hai cha con hưởng cùng một lần nhau đó. No, I
Vặn quá thì nó dẹp hết. Em đi bộ qua khu này thì nó hơi vắng cả nhà nha. Rồi bây giờ Hana nó đòi được trà sữa. Khu phía bên này thì nó cũng đông băng bên phía kia cả nhà. Sao con uống có sữa không? Hana này, trà sữa đó cả nhà. Em quay cái tên thôi của lạc mới vô trong nó có tình nhà cũng cả nhà, không có quay được. Cái menu nào? 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 ba món 10 đồng nhưng mà từ mình đợi thứ hai đến thứ sáu thôi thì giờ đó hay gì kìa. À. Bên đây nữa là có hai con gì mà ok sao con muốn cái đó nữa ok ba giờ hỏi nữa con nhưng mà con có ăn không con ăn rau hai cái đầu con muốn cái đó thế là chú nữa hả ham hả. Okay. 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 Ngon ngon bà già ngon người gái anh quay quả cho cả nhà coi chứ nó vừa rồi em có ghé quả người đây uống đi thấy nhà nhỏ nhỏ muốn coi chứ tại nhà mình coi chứ gì đó quả cái nhiệt thương lắm coi ngang dài luôn anh đó. À, uống gì nè? Con uống cái gì con nói đi. Con uống cái nước gì hôm nay? Chamomile. Chamomile tea. Cái này mì thử cái cây nó mít lai luôn, còn ngon lắm bạn xinh đẹp nhiệt tình lắm. Are they nice? Yeah, lovely. Mix up together. Really? Don't worry, I'll pay for that. Tell him I'll pay for that. Okay. I'll pay for that. Yeah, it's okay. Don't worry. Thank you. Yeah, it's okay.
Yeah, so yeah, yeah. Thank you. Enjoy. Yeah, thank you. Cái này ngon mà con cho ai đi. Wow. Khó đi. I'll put you on YouTube. You put me on YouTube. Đó. Không cài động cây có con cho ấy đó better ngon không à, bây giờ có khách rồi này cả nhà nha, nó nhỏ mà nó dễ thương lắm cái quảng. Tự nhiên em lại thích cái quảng này nè cả nhà, dễ thương thì thôi rồi. Em Vinh cả nhà. Hai con mập đi đâu vậy? Hello cả nhà, con hai con mập đi đâu vậy? Uống trà sữa này cả nhà ơi. Hai con mập đi uống trà sữa. Uống gì? Ai uống gì? Uống Rabina hả? Ok. Cuối tuần ngày nghỉ đi shopping, uống trà sữa, ăn đồ tàu. Đây quần áo. Đây quần áo sữa vest. Không vô và bằng hay SBC và bằng Hồng Kông. Vô bà vô Apple Store con có ấy không xíu. Ôi cô chỉ muốn nó để cho đi luôn chứ. Tôi mới order một chục cái chậm đó. Đây hàng của Apple. Là lấy chục cái luôn hả? Kinh vậy. Grand Central vô trung tâm. Đây là cái nhà đó. Tìm đó, hai cha con phải đang đi. Trời tưởng đâu lạnh, tại chứ uống trà sữa vô nó lạnh quá trời luôn cả nhà ơi. Đi đi con. Quên đoàn cho cả nhà mình đi phụ chung với nhà em luôn rồi cả nhà. Ơi hai là nóng hai là cười ảo ra rồi đó. Có được ảo dứa con ơi. Đây nhà, đây nhà hàng đây cả nhà. Hana, con qua bên đó cho mẹ quay đó. Chưa đang coi mẫu để cô ăn đó. Để cô đây hay là đi chỗ khác. This one is the fourth one. This one is the third one. This one is the first one. This one is the fourth one. Bye! Mr. Jew. Mr. Jew.
Nhà hàng Tàu không? Chinese restaurant. Chow mein, chicken, fried rice. Anh con không biết đọc hả? Anh đọc lên cho ba đi. Đây cả nhà. Đó, đường phố tập nập. Anh phải xếp hàng trước con kia của nó, từ mình sau lưng nó là phải chờ nữa. Hana nó đang xếp hàng để ta mua giống như là kẹo bông con ở nhà mình cả nhà. Đó. Đang xếp hàng nó chờ đó. Còn nó bây giờ nó thích cái gì thì nó bỏ vô để nó lấy đi nó thôi con tròn đi thầy. Mami đang quay nè. Đây 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 đây. Mami biết rồi. Rồi bây giờ nó chuẩn bị nó quay nè sẽ thấy sao. Đúng rồi con. Nó đang quay mà. Ờ đúng rồi con. Cái này là mình trả bằng thẻ nha cả nhà. Bông con đường. Thì bông con đường giống kẹo bông con ở Việt Nam đó cả nhà. À mà xin giúp con này. Đó, con cũng vậy đó. Con đừng qua đây, con đừng qua đây cho mẹ quay luôn đi. Đó. Đó. Ở bên này nó làm bằng máy cả nhà. À, lâu rồi mới thấy là kéo bông con này cả nhà này. Quay về tuổi thơ rồi. Không còn không sao. Đó, cái ngay căng bư này cả nhà này. Wow. Better. Bà Hà bà thật lắm. Đời cái bùi mà cũng đứng đời này cả nhà này. Hay quá ha. Nhìn hay quá cả nhà nhỉ. Năm 20 luôn. Cái này mà nắm đông 20 bi nữa cả nhà, gần 150 ngàn Việt Nam nè. Đúng là tấn tiền nha. Nó làm bằng máy nó nhìn thấy nó hay quá. Từ từ đã có. Là bắt đầu nó qua bên này cho con lấy nè. À, từ từ con, từ nó mở cửa thôi. Đợi Hana sẽ qua cho ba lấy cho con. Từ từ. Cẩn thận. Wow, rồi Hana đưa mẹ con đi Hana đi. Wow, rồi đi. Rồi bây giờ Hana này, Hana đứa này, Hana quay lại cho mẹ coi nữa. Wow, móc pin luôn. Màu của Hana yêu thích đó. Đó.